clip nhảy á, có không ta? Nếu tôi nhớ không nhầm thì là tôi có up mà, giờ đâu mất rồi? Vậy clip đó tôi up ở đâu ta? Tụi bay hay vậy quá à. Đánh giờ EG hả? EG hả? Ok ok EG có hả? Chết rồi, nó bắt nó nhập mã bảo mật nó chứ. Ai chụp kịp thì chụp, không chụp kịp thì thôi. Đâu được coi clip đó đâu, ở vào đâu vậy mọi người? Đâu thấy đâu. Insta này đâu thấy đâu. Real. Không thấy luôn. Ủa clip nhảy nó đâu mất rồi ta? Ê. Clip nhảy đâu mất rồi. Nói mọi người xem chào mọi người nha. Đó, tôi đọc cho mấy bà rồi, đây đây đây, để tôi mở cho mấy bà coi. Đó mất rồi. Đó mọi người, xin chào mọi người nha. Cái điện thoại này thôi. He he, bà khối hả? Tụi bay khối. Thấy không? Giờ đó. Thôi cứ vậy đó, xong rồi tụi bay chụp lại cho tụi lật lại đi. Bài ốp nha mọi người.
Cherry. Anh ơi, liệu mình có thể quay lại? Chị thấy Diễm Trân. Chẳng phải còn yêu nhau đến như vậy? Bạn em mang sao em khờ dại? Tim đau vương như hoa phai tàn. Càng ngốc như em vì yêu đen trắng màu. Hãy đưa em về đi anh ơi, em say rồi. Hãy ôm em chặt đi anh ơi, em say rồi. Bà hỏi cái gì vậy? Ê, tôi tưởng đại ca mà tôi thích chân chân ha. Của tôi, của tôi, của tôi. Tất cả đều là của tôi. 21 rồi, ok. Top 11 rồi. Cái gì sao biết? Cái gì đây? Tí có người được nhận quà rồi. Ủa sao Hằng biết? Ý. Tại sao? Happy birthday Vi Mai nha. Có nội gián hả? Hiền Khai. Tất cả đều biết trừ một mình tôi. Ai cũng biết trừ tôi. Có thích khách hoàn thượng ấy. À, tháng 11 chị ra Hà Nội nha. Ok em hát bài nữa rồi em đi nha mọi người. Hát bài này tặng cho ai đứa? Hát bài này tặng cho ai đứa? Là ngu ngốc khi em nói ra câu này anh ơi.
không tiếng chuyện. Soho, let's go. Muốn cần nói vào vai hãy tựa vào anh sao em có hơn thở chờ ai. Chắc là sẽ tìm em nếu anh thương em chưa biết em thương ai. Tình nào mà tình chân gian chuột. Muốn gọi nhau là chụp chân. Tình yêu đến được quay lưng nếu được bên nhau. Anh muốn bên dài lâu để cho cãi nhau. Chỉ ngủ ngờ, chỉ là mơ mà thôi. Gần mực thì đen, gần em ấm áp khiến anh có đức tin. Chỉ vài giây để anh nói yêu em. Nhưng muốn cả đời này anh để chứng minh. Nhưng em thật lòng muốn biết. Nếu anh không phiền thì làm người yêu em nhé. Nếu anh không phiền thì nhận tình yêu em nhé. Nếu như sau này mình là của nhau ta sẽ. Từ từ quên mất. Mình phải tiết mục đủ đầy chứ. Selena, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ em làm việc thật tốt. Cảm ơn dàn admin tối nay đã làm việc ạ. Cảm ơn chị Tiffany, cảm ơn ông Trả, cảm ơn Ghi Lắc, cảm ơn Bơ, cảm ơn chị Yến Ruby, cảm ơn chiếc lá xanh. Cảm ơn vui vẻ ạ, cảm ơn Mỹ Úc, cảm ơn Queen, cảm ơn tất cả mọi người tối nay đã vào chơi với em ạ. Thật là nhiều niềm vui.
Mọi người nhớ đi ngủ sớm nha, ngủ thiệt ngon nha cả nhà ơi. Bye bye tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nha cả nhà ơi. Mỗi ngày một lời yêu thương, ngày hôm nay em muốn gửi đến cho mọi người là không biết là cuộc sống của mọi người có sung sướng hay là có khổ đau hay là có buồn hay là có như nào đi nữa thì em sẽ hy vọng là ít nhất thì mọi người cũng tìm được một cái niềm vui nào đó trong cái buổi live của em. Cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ luôn vui và hạnh phúc ạ. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Ok ông chả? Bye bye mọi người. Bye bye. Em cũng hy vọng là Xíu luôn có nhiều niềm vui hạnh phúc. Chúc Xíu ngủ ngon, cảm ơn mấy bột. Thời điểm hiện tại Xíu đang rất vui mọi người ạ. Thời điểm hiện tại Xíu đang rất vui. Mọi người biết tại sao vui không? Biết tại sao vui không? Vượt qua rồi. Xíu đã vượt qua được cái chuyện cũ rồi. Vậy Xíu đã được vượt qua cái câu chuyện cũ, vượt qua cái thử thách của Xíu. Xíu đã bước lật được qua một cái trang mới mà không luyến tiếc gì cả. Xíu được mọi người bảo vệ, được mọi người yêu thương. Xong rồi bây giờ có thêm nhiều bạn mới nữa. Là gia đình mình lúc nào cũng luôn bên nhau nha cả nhà ơi. Hôm nay, ngày mai và sau sau này nữa, hy vọng là mọi người vẫn còn luôn ở đây với em. Kể cả em không like nữa hay là kể cả em không có làm idol nữa thì gia đình mình vẫn sẽ luôn bên nhau. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye mọi người. Cả nhà mình ơi, ngủ ngon. Đại ca đi chơi vui nha. Bài chút like tiếp nữa, tí nữa. Ý sao? Hello mọi người. Bye mọi người. Không có hấp, không có hấp. Ấp nhạc. Hát cảm ơn với tất cả mọi chị hát nha. Bye bye mọi người. Dạ 12 thùng 12 giờ Xíu ốp mà, đâu có ốp sớm đâu. Bye bye. À quên mất còn cái nào nữa nhá. Cảm ơn gia đình lớn, cảm ơn hậu cung của Xíu, cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình yêu thương cho em. Cảm ơn gia đình lớn rất nhiều ạ. Cảm ơn gia đình lớn. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người. Bye bye. Ấp nhận bye bye. Tí nhớ cho mọi người coi quà nha.